Hôm 16 tháng 11 năm 2018, tổ chức Freedom Now công bố báo cáo về tình trạng chính quyền Việt Nam sử dụng luật như một vũ khí để khống chế đàn áp xã hội dân sự. Buổi công bố báo cáo được tổ chức tại Washington DC với sự tham gia của các diễn giả đại diện cho Freedom Now, tổ chức BPSOS, tổ chức Voice, Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bản báo cáo được tổ chức Freedom Now và Trường luật Washington thuộc Đại học Hoa Kỳ phối hợp thực hiện. Họ đã phỏng vấn 25 người Việt tị nạn vùng Đông Nam Á cùng một số trường hợp khác và qua đó nêu lên một bức tranh ảm đạm về nhân quyền Việt Nam với những vụ quấy rối, đàn áp, ham dọa, thậm chí bắt giữ và bỏ tù những nhà hoạt động xã hội. Cô Anna Nguyễn, giám đốc chương trình của Voice, cho chúng tôi biết một phần trong quá trình hình thành bản báo cáo này. Voice for Freedom Now làm việc từ 2000 2015 rồi người, tại vì uh, hồi xưa Freedom Now có liên lạc với Voice về uh, muốn thông tin về người hoạt động từ Việt Nam và muốn viết báo cáo cho uh, Liên hợp quốc nhóm làm việc về giam giữ tuổi tiện so, nữa. rồi then mới đây năm nay là uh, Freedom Now có liên lạc với Voice nói là muốn viết cái report báo cáo nè với uh, cái trường 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 luận. DC với liên lạc với Voice hỏi Voice có giúp Freedom Now tổ chức phỏng vấn với vài người hoạt động đông nam Á về với với người tìm nạn ở Thái Lan. Cô Anna Nguyễn cho biết quá trình phỏng vấn không có gì trở ngại, chỉ có một số người không muốn nêu tên thật của họ mà thôi. Cô Carol Nguyễn, điều phối viên chương trình của tổ chức BPSOS một trong những tổ chức giúp Freedom Now là một trong các diễn giả của buổi công bố báo cáo hôm 16 tháng 11 nói rằng Bất chấp những chỉ trích từ quốc tế, Việt Nam tiếp tục gia tăng đàn áp tôn giáo với luật tín ngưỡng. Tôn giáo được sử dụng và có hiệu lực từ ngày 11 tháng Giêng năm 2018 nhằm gia tăng sự kiểm soát của chính phủ lên các nhóm tôn giáo, và dùng luật này để trừng phạt mạnh tay những người mà họ cho là vi phạm luật tín ngưỡng. Bởi luật có những quy định cụ thể như cấm lợi dụng tự do tôn giáo gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng. Bản báo cáo cũng chỉ ra, hiện nay Việt Nam có hơn 150 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam. Một số được Freedom Now nhắc đến như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Hữu Quốc Duy, Trần Hoàng Phúc, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển Phan Kim Khánh, bác sĩ Hồ Hải, đặc biệt là trường hợp Nguyễn Văn Hóa, người tù chính trị chỉ mới 22 tuổi, Nguyễn Văn Hóa vừa được tổ chức Freedom Now và công ty luật toàn cầu Dicet LLP thay mặt gửi bản kiến nghị đến nhóm làm việc của Liên hiệp quốc về bắt giữ tùy tiện và yêu cầu có hành động ngay lập tức về trường hợp này hôm 6 tháng 11 năm 2018. Bà Kate Bath, giám đốc pháp lý của Freedom Now nói với RFA rằng Bà hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ có hành động tích cực về trường hợp này. Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ có hành động trong trường hợp của Nguyễn Văn Hóa. Đó là lý do mà chúng tôi lập hồ sơ về Nguyễn Văn Hóa. Một phần công việc của chúng tôi là chắc chắn rằng chính phủ Việt Nam biết cộng đồng quốc tế và các chính phủ trên thế giới quan tâm đến trường hợp của Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Văn Hóa không thể biến mất trong nhà tù Việt Nam. Khi chúng tôi hỏi rằng nếu chính phủ Việt Nam vẫn im lặng về trường hợp của Nguyễn Văn Hóa, thì bước tiếp theo của Freedom Now sẽ làm là gì? Bà Bác cho biết. Một phần lý do mà chúng tôi lập hồ sơ về đảng cầm quyền để có được những bằng chứng đáng tin về việc chính phủ Việt Nam vi phạm luật quốc tế. Và khi có đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ mang đến cho các thành viên khác nhau của cơ quan luật pháp ở Điện Capitol cũng như các chính phủ mà chúng tôi nghĩ là có quan tâm để có những áp lực chính trị hữu hiệu lên chính phủ Việt Nam. Và đó là bước tiếp theo của chúng tôi. Bà Kay Park cho biết thêm về những trường hợp mà Freedom Now lên tiếng đã có kết quả. Đã có vài trường hợp thành công là các nhà hoạt động đã được phóng thích sớm như blogger Mẹ Nấm hay luật sư Nguyễn Văn Đài. Cũng có những trường hợp chúng tôi cũng xem là đã thành công không phải đơn thuần là các nhà hoạt động đó được phóng thích sớm mà là họ không bị lãng quên tôi nghĩ điều đó là sự khác biệt lớn không chỉ cho những người trong tù mà cho cả những người bên ngoài vì họ có được niềm hy vọng cũng như là những người trong tù được đối xử tử tế hơn khá nhiều trường hợp bị bạo hành và bị dùng nhục hình trong tù và chúng tôi cũng đã tìm kiếm áp lực quốc tế lên những trường hợp đó để giúp bảo vệ họ và có được những điều kiện tốt hơn trong tù và không bị nhục hình. Ngoài các luật được sửa đổi nhằm sử dụng như vũ khí để tấn công các quyền cơ bản của người dân, bản báo cáo còn nêu bật việc sử dụng các hình thức tra tấn trong quá trình điều tra, giam giữ cũng như điều kiện vệ sinh tồi tệ trong các trại giam, nhà tù ở Việt Nam. Bên cạnh đó là việc các tù nhân không được chăm sóc y tế đúng mức. Ngoài ra còn có tình trạng bắt giam không đúng quy trình pháp luật, thời gian tạm giam kéo dài, các phiên tòa không công bằng. Freedom Now và trường luật thuộc Đại học Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam phải sửa đổi hoặc bãi bỏ một số điều luật nhất định để Việt Nam tuân thủ luật nhân quyền quốc tế và đảm bảo Việt Nam phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật đó. Công khai lên án bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào với bất cứ một cá nhân nào, cung cấp các khóa đào tạo về nhân quyền cho người dân trong nước và phải thả các tù nhân lương tâm. Thưa hôm 13 tháng 11, thì Quốc hội châu Âu đã ra quyết định lên án tình trạng vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Việt Nam và kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho những người bất đồng chứng kiến. Nghị quyết nói rằng giới chức Việt Nam tiếp tục bỏ tù, sách nhiễu, đe dọa các nhà hoạt động nhân quyền là như nhà báo, blogger và các luật sư nhân quyền, trong khi những người bảo vệ nhân quyền phải đối mặt với các bản án tù nhiều năm. Những tên tuổi nổi bật được đưa ra trong nghị quyết bao gồm nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa, nhà hoạt động môi trường Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Nguyễn Nam Phong và các thành viên của hội anh em dân chủ là những người đang phải chịu án tù nhiều năm. Nghị quyết cũng lên án bộ hình sự mới, luật an ninh mạng và luật tín ngưỡng tôn giáo vì cho rằng những luật này đang giới hạn các quyền tự do căn bản của người dân. Quốc hội châu Âu cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam và EU phải cải thiện tình trạng nhân quyền Việt Nam khi xem xét thông qua Hiệp định Tự do Thương mại. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế hôm 15 tháng 11 cũng đã ra thông cáo cho rằng là Hà Nội đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng EU sẽ cho qua vấn đề nhân quyền với Việt Nam khi thảo luận Hiệp định Tự do Thương mại. Human Rights Watch kêu gọi Ủy ban châu Âu nên tiếp tục có đường lối cứng rắn với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Theo thống kê của dự án 88, Hiện có khoảng 160 nhà hoạt động đang phải thụ án tù tại Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 15 tháng 11 đã có thông cáo chính thức quyết định thi hành kỷ luật giáo sư Chu Hảo, giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Tri thức, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Quyết định này được đưa ra sau khi giáo sư Chu Hảo đã chính thức tuyên bố ra khỏi Đảng vào hôm 26 tháng 10. Một ngày sau khi bị Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật do tự diễn biến. Truyền thông trong nước trích kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương Việt Nam nhận định, giáo sư Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng quy tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm. Ủy ban kiểm tra Trung ương Việt Nam nhấn mạnh, giáo sư Chu Hảo đã có những bài viết phát ngôn trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhà nước biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Giáo sư Chu Hảo còn được nói có hành vi chống đối, thách thức, tiếp tục có những vi phạm dù các tổ chức đảng đã nhắc nhở. Ủy ban kiểm tra Trung ương Việt Nam đánh giá các vi phạm của giáo sư Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng. Đã có nhất 10 học giả, cơ quan chức đảng và các nhân Việt có tiếng trong xã hội chính thức bỏ đảng để ủng hộ ông Hảo. Một nhóm 81 học giả quốc tế vào ngày 14 tháng 11 cũng đã gửi một bức thư đến các nhà lãnh đạo Việt Nam cho rằng những tác phẩm của giáo sư Chu Hào không là mối đe dọa cho sự phát triển ổn định và hòa bình của Việt Nam, đồng thời cho rằng những cáo buộc của chính phủ Việt Nam là vô căn cứ và đáng lo ngại. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào hôm 15 tháng 11 công bố kết luận kiểm tra vi phạm của ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là rất nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Mạng báo tuổi trẻ dẫn nguồn từ thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 31 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 tại Hà Nội. Theo kết luận, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, quy trình xử lý công việc, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ và vi phạm quy định pháp luật trong việc hợp tác kinh doanh chuyển nhượng các dự án và quyền sử dụng đất. Ngoài ra, kết luận còn cho biết ông Cang đã vi phạm trong việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, gây ra nhiều vi phạm pháp luật làm thiệt hại lớn cho ngân sách của thành phố. Theo tuổi trẻ, trong thời gian giữ cương vị giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai, quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận nêu rõ những sai phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, đến mức cần phải xem xét và thi hành kỷ luật. Thưa quý vị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật vì có liên quan đến vụ công ty Mobifone mua 95% cổ phần công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Thông tin vừa nêu được đưa ra tại kỳ họp lần thứ 31 từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cảnh cáo ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó trưởng ban đổi mới doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ, khiển trách các ông Lê Mạnh Hà, Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đây là những cá nhân cũng được xác định có liên quan đến vụ mua bán giữa Mobile Phone và AVG. Trước đó, thanh tra chính phủ đã kết luận về sai phạm của các bộ ngành liên quan trong dự án Mobile Phone mua 95% cổ phần AVG. Theo kết luận, Bộ kế hoạch đầu tư trong giai đoạn ông Vinh là bộ trưởng với vai trò chủ trì thẩm định đã không hướng dẫn Bộ Thông tin Truyền thông và Mobile Phone thực hiện dự án đầu tư đúng theo quy định của luật đầu tư. Hôm 10 tháng 11, thì tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải đẩy mạnh việc điều tra truy tố, xét xử, sớm kết thúc 8 vụ án tham nhũng sai phạm kinh tế lớn trong năm nay. Vụ Mobifone mua AVG cũng được điểm danh là một trong 8 vụ án này. Thưa quý vị, luật bảo vệ bí mật nhà nước vừa được Quốc hội chính thức thông qua hôm 15 tháng 11 năm 2018. Quy định thông tin cá nhân và bảo vệ sức khỏe lãnh đạo Đảng, nhà nước thuộc bí mật nhà nước. Theo luật mới, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải là thông tin quan trọng, chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc được quy định trong 15 lĩnh vực. Phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực chính trị gồm chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về đối nội, đối ngoại, hoạt động của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư và lãnh đạo Đảng, nhà nước. Thông tin có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế xã hội. Nhiều nội dung khác cũng là thông tin bí mật gồm chiến lược, kế hoạch, đề án về hoạt động lập pháp, tư pháp, thông tin về việc khởi tố, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, chiến lược, kế hoạch và đề án phát triển quan hệ với các nước, tổ chức quốc tế, thông tin về lĩnh vực tài nguyên, nước, môi trường, địa chất, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, đất đai, biển, hải đảo từ trước đến nay thông tin về sức khỏe lãnh đạo cao cấp việt nam luôn được giữ kín khiến xuất hiện nhiều đồn đoán mỗi khi vị lãnh đạo nào đó vắng mặt trong những sự kiện quan trọng của quốc gia